Xin chào ông bà cô chú chị bạn. Giờ Hạnh đến ấp Ngọc Bình, xã Ngọc Chúc thuộc huyện Dùng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Thì hôm nay Hạnh lại báo tin cho em Thi. Thì gia đình của ông bà Nguyễn Tâm ở Mỹ tài trợ cho em nguyên một căn nhà. Thì Hạnh lại báo tin nặng cho em dỡ nhà đó. Thì ngày mai thợ sẽ lên làm cái nền nhà cho em. Thì các đá vật liệu thì người ta cũng trở lại cũng được ít rồi nè. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú chị bạn vô nhà cùng với Hạnh nha. Rồi chào hai bé. Nhìn gì không chào chứ vậy. Rồi chào em luôn. Thì các đá người ta chở lên nè, xi măng dưới gạch nè, chở được một ít rồi. Thì ngày mai sẽ chở một chuyến nữa, tại vì trong kinh thì xa lắm nên chở vật liệu thì hai chuyến mới đủ. Thì hôm nay Hạnh lại khảo sát cái nhà của em, coi đất của em có đủ cái nhà không. Thì nếu mà đủ thì Hạnh sẽ cất ngang 4m, dài 9m, với một cái nhà nấu ăn ra là 2m nữa, dài 4 là 8m, với nhà vệ sinh chung luôn đặng cho mấy bé nè. Có mấy đứa bé nhỏ thì có nhà vệ sinh nó sẽ thuận tiện, như giấc tối giấc khuya rồi đó thì nó sẽ không ra ngoài đó, xuống sông với ra ngoài sao thì nguy hiểm ha. Yên tâm rồi, đúng rồi, mình ngủ thì mình đóng cửa lại, thử đi ở trong nhà thì nó sẽ yên tâm hơn. Rồi hôm nay thì chị lại báo tin cho em vậy ha. Rồi mình dỡ cái nhà này ra đặng mê thợ làm cái nền cho em ha. Rồi không gầy có điện ông xã về chưa? Dạ ông về. Về đặng tiếp ha. Mình xin về hay là mình nghỉ luôn? Dạ biết nó nghỉ luôn vậy đó, đặng ở nhà chăn nuôi lại. Vậy đó ha. Ở nhà mình trồng trọt chăn nuôi với phụ mấy bé rồi ha. Có cha nhà thì cũng đỡ hơn. Kiếm cá rồi đặng ăn không có vất vả nữa. Trồng rau đi rồi chờ nuôi vịt hay gì xong nè. Thì đất của em thì được có bao nhiêu nè? Mình cho là được hổm nói là 6 mét hả? 6 mét thì cất đủ tròn vẹn 6 mét luôn rồi. Cho mình luôn ha, có giấy tờ luôn nghe chưa? Phải cho luôn. Cho luôn. Cũng mừng ha, thì được mình cất được phải xích vô trong nữa, ta làm lộ thì sẽ làm lộ thì vô đây nữa nè, thì cất phải sụp ra sau rồi. Chờ nhìn bật. Đủ không? Ra đây mấy mét thì tới ngoài đây. Rồi nhà của em Thi thì Hạnh cất chiều dài ra ngoài đây nè, 9 mét nè. Không biết đủ hay không. Em có đo chưa? Ổng đo rồi đó. Đo rồi ha. Dài 9 mét á, thì thêm một cái nhà nấu ăn nó mới rộng cái nhà mình được. Cái nhà này thường thường nữa em cất cái bếp ở đâu? Bên đây hay gì? Rồi hôm nay thì chị báo tin cho em vậy ha. Đặng em dỡ dọn nhà cho trống á. Đặng sáng mai thợ qua làm sớm, đặng công việc sẽ nhanh hơn á. Tại vì cái nhà mình sáng mình dỡ nó sẽ lu bu lắm. Tại vì thợ làm này kia đồ đạc người ta vận chuyển lại á, làm cho nhanh ha. Dạ. Rồi có mừng vậy không? Dạ mừng. Rồi ông xã hay tin gì sao? Chồng của em á? Dạ không có ngủ nữa, sáng thức sớm đó. Gì đó ha? Dạ. Không ngủ luôn, thức sớm. Ngủ luôn 4 năm giờ sáng là không thức, không dọn về. Mừng ha. Dạ. Về là hôm nay cũng lấy đất ra được ít rồi ha. Dạ. Chồng em thì cũng về dọn dẹp chỗ nè, cho trống trải đằng thợ hôm nay lên làm. Vậy đi kiếm cá hay ra ruộng bắt cá đang về cho con ăn hả? Kiếm cơm chiều. Rồi thì hôm nay chị lại báo tin cho em vậy ha. Rồi chị cũng về rồi. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe luôn ha. Rồi ngày mai thì chị sẽ qua shop làm cái nền cho em trước. Làm xong thì dựng nhà thì cũng nhanh. Rồi chào mấy bé nha. Giờ Hạnh cũng xin phép ông bà cô chú chị các bạn Hạnh về, hẹn gặp lại sáng mai. Xin chào. Có ngày ôm mẹ gì không hả? Có chạy xe đạp không? Hạnh xin chào ông bà cô chú chị bạn. Giờ Hạnh đến ấp Chính Ghi, xã Ngọc Hòa thuộc tỉnh Kiên Giang. Thì hôm nay Hạnh lại nhà của chị Thúy, đặng báo tin cho chị là có mạnh thường quân là ông bà Nguyễn Tâm ở Mỹ tài trợ cho gia đình chị nguyên một căn nhà luôn. Thì hôm trước thì Hạnh có quay hoàn cảnh của chị lên đó, thì gia đình ông bà thấy gia cảnh chị khó khăn đó, ba mẹ con thì cái nhà hư đó, thì ông bà nhờ Hạnh làm cho chị ngôi nhà. Thì ngôi nhà của chị làm trước mà thấy gia cảnh của bé Thi á, thì
con còn nhỏ đó, trời mưa thì nó sẽ tạt ướt đó thì tội nghiệp, nên Hạnh sẽ làm ngôi nhà của bé Thi trước, thì xong thì Hạnh qua làm nhà cho chị Thúy. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú chị bạn vô nhà cùng với Hạnh để xem gia cảnh của chị. Rồi con chào cô luôn. Hôm trước là không gặp cô. Nhà cô ở đâu? Đó sát bên này. Trời ơi tôi đau bệnh đi hoài cô ơi, đi lãnh thuốc cái lần tới thành phố chạy lần. Cô là sao với chị Thúy? Tôi mẹ nó. Mẹ ruột ha. Mẹ ruột á. Nó là như gái Úc nhưng mà nó Úc gái còn thằng Úc trai nữa. Úc gái Úc trai. Ừ. Cô được bao nhiêu người con? À, ơi, tôi đông lắm, Út Thí này tới nó thứ thứ 11 đó. Vậy Út, là trai thứ 12 luôn. Là 12 người con ha, đông quá ha. Trời ơi, đông giờ nó nghèo khổ chết nhưng mà hết trơn. Đất này là của cô cho chị luôn đó ha. Rồi, đất của tôi cho nó. Thì hôm nay thì con lại báo tin cho chị là có mạnh thường quân ở bên nước ngoài, ông bà Nguyễn Tâm đã trợ cho nguyên căn nhà. Cô hay tin gì, cô có mừng không cô? Trời ơi, mừng lắm chứ không mừng cô. Tôi nói thiệt, ai cho tôi nhiêu tiền tôi không mừng, mừng cho con tôi có nhà, tôi nói thiệt cái tiếng mà. Thấy con tôi khổ. Dạ, mẹ nào mà chịu nổi hả cô? Bởi vì trời mưa, trời gió, tôi thấy trời mưa, tôi gầu rồi, mình thì nhà không có dột, con mình ở nhà dột, không có dạ. Chỗ đâu ngồi. Chắc ngủ cũng không yên gì đâu. Ngủ cũng không yên. Dạ. Mà thấy con, tính thấy nửa đêm mới 1 giờ rồi, đi chạy, đi thanh lấy thịt về bán. Miễn hơn ngày nó không bán là không có gạo con ăn. Dạ. Chỉ nuôi ba con luôn ha, ba đứa con. Hồi đó thằng chồng nó bỏ lên con nhỏ nhỏ không mà bằng nuôi tới giờ. Là tới giờ mình có liên lạc với chồng vậy không có nghe? Trời ơi, nó có ngó nhằn tới con luôn. Là bỏ tới giờ luôn ha cô. Rồi thì hôm nay cô cũng hay tin thì chắc cũng mừng rồi ha. Mừng nha chú. Dạ. Thì hôm nay con qua báo tin thì kêu vật liệu lại thì vài bữa thì sẽ làm xong ngôi nhà cho chị rồi. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe luôn nghe. Dạ. Mang ơn cho chú với thêm nhiều. Rồi em chào chị. Rồi chào bé luôn. Rồi bé trai đẹp trai quá dạ. Giống mẹ nghe. Con tên gì? Dạ con tên Thiên. Tên Thiên. Dạ. Rồi thì hôm nay em lại báo tin vui cho chị ha. Thì gia đình của ông bà Nguyễn Tâm á, có xem clip của em mà đăng lên gia cảnh của chị đó, thì ông bà tài trợ cho mẹ con của chị một căn nhà. Dạ. Được tin vậy có vui không chị? Mừng quá. Dạ thì ông bà cũng không gài cũng tài trợ lâu rồi mà em làm nhà bên kia. Thì ông bà nói thì gia đình của bé Thi bên kia có ba con nhỏ nó che cái tấm su xung quanh á, rồi mưa thì tạt ướt lắm. Tại mấy bé này lớn thấy cũng đỡ thì cũng chạy chống mưa được. Còn mấy bé kia nhỏ quá nên làm bên nhà kia trước rồi sẽ làm nhà chị sau. Thì cũng vài ngày là xong rồi. Thì em lại báo tin thì chỗ nào thì mời các đá vật liệu trở lại thì chị để chỗ nào đó thì kêu người ta để ha. Dạ. Nhà chị thì đủ đất thì em sẽ cất. Nhà chị thì tới bốn người hả? Dạ, bốn ba bé. Này chắc thì em sẽ cất hai phòng đi. Hai phòng với một phòng khách. Hai phòng ngủ ha. Dạ. Một cái nhà nấu ăn nữa. Dạ. Chàng được gì em mừng quá. Thì em báo tin cho chị đi ha. Đặng mình dọn chỗ, mình dọn dẹp nhà cửa đi ha. Đặng cho trống, đặng thợ làm cho nhanh đó chị. Dạ. Sao rồi con được tin này con sao? Dạ con cũng cảm ơn mấy chú mấy dì giúp đỡ cho bố mẹ con. Bố mẹ con được ngôi nhà rồi ha. Dạ. Ngôi nhà của chị nè. Thì bây giờ em sẽ quay lượt sơ lược lại ngôi nhà cũ của mình ha. Rồi dạ. Mốt thì sẽ có ngôi nhà mới mọc lên ha, nó khang trang hơn nhiều. Dạ. Chờ em mừng biết bao nhiêu. Dạ. Đây ngôi nhà chị nè, ở trên thì lũng hết trơn, to lá nó mục á. Chị che thêm một lớp cao su nữa đó. Dạ, lớp cao su ngoài, lớp cao su trong. Rồi chị em mình đi tham quan một quận đi. Rồi mai mốt thì ngôi nhà này nó biến mất rồi. Dạ. Sẽ mọc lên ngôi nhà mới. Này, trong đây thì che cao su hết trơn nè. Dạ. Ở đây thì được hai cái giường ngủ ha. Dạ. Chị nấu ăn chỗ này luôn, tại vì không có nhà chỗ nấu ăn á. Dạ. Nên nấu chung một cái nhà chỗ ngủ luôn nè. Dạ. Thì nữa mình làm riêng thì sẽ nấu nó sẽ sạch sẽ hơn hả chị? Dạ. Nó không sẽ hâm hôi chỗ ngủ của mình á. Thường thường nấu ăn thì cái mùi này kia nó bám vô đồ lắm luôn. Dạ. Đây nữa thì nhà chị tới đây thì nữa cấp dài cả trước.
chung quanh thì nó trống trải chân, ngủ không sợ hả chị, quen hả? Cũng quen nó đầu ngay ấy, lúc đầu cũng sợ sợ rồi ghét. Dạ, đúng rồi. Ấy. Nhưng cái nhiều khi ban đêm em đi phía đó, 2 giờ em đi rồi em sợ mấy đứa con ở nhà, gái lớn, lớn của mình nha. Hai bé lớn. Dạ, rồi cũng sợ rồi cái đầu nhắn ngoại gì đó. Rồi ngoại ngủ rồi cái nhà ngoại ấy giùm gì đó. Coi giùm giùm ha. Dạ. Chứ gái lớn rồi ngủ còn còn mới lớn nên ngủ ngon lắm. Dạ. Nên ngủ không ai hay đâu. Dạ. Vô nhà chắc cũng không hay nữa. Dạ. Mà mình đi thì 1 giờ khuya là mình đi lấy thịt rồi hả? Dạ. 1 giờ rưỡi, 1 giờ em thức dậy cái chuẩn bị xong cái 2 giờ em chạy đi. Tại em lấy tới bên Vị Thanh bánh á. Tới Vị Thanh bên Hậu Giang bánh dạ, hả? Dạ bên Hậu Giang á. Kêu là thành phố Vị Thanh đó mà vì là chắc tỉnh của Hậu Giang quá. Dạ yeah, em đi cũng gần tới thành phố Vị Thanh kìa hả? Tới yeah. Tỉnh Hậu Giang rồi, cũng yeah. Bên đây gần tới rồi, đi qua ít nữa hả? Nhiêu cây số? Chắc gần 20 cây á. Dạ. 20 cây nữa là tới tỉnh Hậu Giang rồi ha. Yeah. Thuộc thành phố Vị Thanh. Dạ yeah, thành phố Vị Thanh. Đây, trống vậy nè, nên bé gái ngủ thì chắc yeah. Nguy cũng không an toàn ha. Yeah, bởi vì em thì nữa sao? Em làm thì sẽ kín cửa lại, phòng thì có cửa rồi ha, ngủ cho ấm cúng lại ha chị. Yeah. Được vậy em cũng mừng mang ơn biết bao nhiêu. Dạ. Yeah. Rồi chị em mình đi ra ngoài chị ơi. Dạ. Thông báo vậy để mốt mình dỡ nhà ra được rồi ha. Dạ. Hôm nay hôm bữa vô mà cái nó chốc cái này lên luôn. Chốc lên. Rồi cái mưa đó đầu sợ cái kêu mấy bé nhỏ đó thôi con đi qua bên ngoại ngủ nhờ đi. Rồi mưa tạt đó đâu có ngủ được. Gì không cũng khớp chẳng sao. Cưới đi em. Rồi thì hôm nay thì em lại báo tin vậy hả chị? Dạ. Được tin vui bất ngờ quá rồi hả? Mừng quá mẹ con em. Rồi chị dọn chỗ ha, rồi xung quanh rồi đó, rồi thợ sẽ qua chở đồ qua, vật liệu qua, rồi chị chỉ chỗ để ha. Dạ. Rồi chừng nào bữa nào làm nền thì em sẽ chạy qua với em gửi qua coi mấy thợ làm. Dạ. Rồi thì em cũng chúc chị nhiều sức khỏe luôn ha. Dạ, em cũng cảm ơn anh chị nhiều luôn. Rồi giờ mừng thì quá. Rồi đây là ngôi nhà thứ hai mà ông bà Nguyễn Tâm ở Mỹ tài trợ cho chị Thủy nè. Rồi ngôi nhà thứ nhất thì nhà của em Thi thì cũng ông bà Nguyễn Tâm tài trợ luôn. Thì Hạnh thông báo cho chị đặng chị hay đó, là chị mừng đặng chị coi dọn dẹp chỗ đặng làm nhà. Rồi Hạnh cũng xin phép ông bà cô chú chị bạn Hạnh về. Hẹn gặp lại lần sau. Hạnh xin chúc ông bà cô chú chị bạn luôn luôn được dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Rồi em chào chị luôn nha chị. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ. Rồi chào hai mấy bé luôn nha.